hộp nhà giàu. Yeah, đến giờ ăn trưa rồi. Ấy, toàn món ngon, thích thật đó. Toàn món bình thường thôi mà, ngày nào tớ cũng phải ăn đến ngán luôn rồi. Trời ơi, cơm gì mà toàn mỗi rau không à. Nhà nó thì làm gì có tiền mà mua đồ ăn ngon chứ. Lan về đấy à, để mẹ làm nốt cho xong rồi ăn cơm nha con. Dạ vâng ạ. Hả, Mộc Lan, sao cơm còn nguyên vậy? Tại sao con không ăn? Con có biết như vậy là lãng phí lắm không? Con bao nhiêu người không có ăn mà con không biết quý trọng gì hết. Alo, tôi là cô giáo của Mộc Lan, chị có phải là mẹ của em ấy không ạ? À? Ờ, dạ đúng rồi cô, có chuyện gì vậy ạ? À? Chị vào trường đón em về nhé, hôm nay Mộc Lan bị xỉu trong lớp học rồi. Hả? Trời ơi, sao lại vậy chứ? Ờ, vâng, tôi sẽ vào ngay. Hồi sáng nó đi học vẫn rất bình thường mà, sao lại như vậy được chứ? Em vừa tìm hiểu lý do, chuyện là... Trưa nay em thấy bạn ấy không ăn cơm ạ. Chắc tại hôm trước bị các bạn cười chê, nên hôm nay bạn ấy ngại không dám ăn á. Chỉ tại tôi, là mẹ mà không lo cho con được bữa ăn tử tế. Nhà có hai mẹ con mà tôi cũng hay đau ốm, chỉ có thể bán dăm ba bó rau để nuôi hai mẹ con qua ngày thôi. Chị đừng tự trách mình, em thấy thật có phúc khi có người mẹ như chị. Mẹ, sao mẹ lại vào đây? Mẹ không đi chợ hả? Hôm nay mẹ bán xong sớm, mình về thôi con, nghỉ ngơi cho lại sức, mai còn đi học nữa. Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Con hơi mệt chút thôi mà, đã phiền tới nhiều người rồi. Biết phiền thì cố giữ sức khỏe cho mình đi. Con xin lỗi vì hôm qua con đã làm mẹ buồn. Mẹ không buồn con ạ, tại mẹ mới có lỗi. Mẹ sẽ cố bán được nhiều hơn để mua thêm đồ ngon cho con, còn phải ăn mới có sức khỏe chứ. Dạ, không cần đâu mẹ ạ, con thấy ngon lắm, cơm của mẹ ngon lắm ạ. Các em chắc đã biết chuyện gì của bạn Mộc Lan rồi đúng không? Cô không biết lý do tại sao bạn ấy lại nhịn cơm rồi bị như vậy. Cô luôn mong lớp mình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nhà bạn rất khó khăn, nhưng bạn vẫn luôn nỗ lực học tốt và phụ giúp mẹ kiếm tiền. Đó là tấm gương cho chúng ta noi theo. Có lẽ là tại mình vô tâm quá. Mình phải nghĩ cách chuộc lỗi mới được. Hôm nay mẹ mua nhiều đồ ăn ngon cho mình vậy sao? Ô hôi, mình có nhìn nhầm không đấy? Mẹ cậu hôm nay đổi món cho cậu rồi hả? À, ừ. Ủa, sao lạ vậy? Hôm nay cơm của cậu đạm bạc thế. Chắc là cậu chán sân hào hải vị rồi hả? Mình thấy ngon mà. Một bữa cơm không thể đánh giá người khác đâu các cậu ạ. À. Mình nói chuyện với cậu chút được không? Được mà, mình qua ghế đá ngồi rồi nói nha. Cậu về trước đi nha. Cậu, có phải cậu đã đổi hộp cơm của mình không? Ừ, sao Mộc Lan lại nghĩ vậy chứ? Mình chắc chắn là cậu đã đổi rồi. Mẹ mình chưa bao giờ ăn những món đó, thì làm sao nấu cho mình được chứ? Còn cậu có bao giờ mang hộp cơm nào nghèo nàn như vậy đâu. Cậu tinh ý thật đấy. Nhưng cậu sai rồi. Mình thấy cơm của mẹ bạn nấu rất ngon. Chưa bao giờ mình ăn ngon đến như vậy. Cậu nói thật ư? Mình nói thật mà. Rau nhà cậu tự trồng lại được mẹ tận tay nấu, nên có cả tình cảm ở trong đó. Đó mới là vị ngon tuyệt vời nhất. Hộp cơm của mình toàn là cô giúp việc chuẩn bị không à. Nhiều món ngon thật, nhưng mà không bao giờ cảm nhận được mùi vị đó. Giá mà mẹ mình còn sống thì... Cho mình xin lỗi, mình nhắc chuyện không vui rồi. Không, mình mới có lỗi. Lúc trước mình đã chê cười cậu. Thôi, chúng mình làm bạn nha. Từ mai, Mộc Lan hãy cho thật nhiều rau, còn mình sẽ mang thêm đồ ăn. Hai đứa mình cùng ăn chung nha. Ừ, mình cùng ăn chung nha. Đoạn đường gập ghềnh.
Vậy thôi con yêu. Mẹ, con đã mơ một giấc mơ thật tuyệt. Ồ, thật vậy sao con? Vâng, mẹ có muốn nghe giấc mơ đó của con không? Ồ, mẹ rất muốn nghe. Nhưng có lẽ chúng ta phải bắt đầu một ngày mới ngay bây giờ, bởi vì nếu không con sẽ bị trễ giờ học đó. Thôi nào con yêu, con có thể kể giấc mơ đó sau 30 phút nữa. Con có thể làm điều đó trên đường, mẹ chở con đi học mà. Nhưng trên đường ồn ào như vậy, mẹ có nghe được con kể không ạ? Mẹ sẽ nghe hết con yêu à. Thôi, giờ con đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào. 10 năm sau. Chúc mừng em Alice, cô phóng viên trẻ. Em cảm ơn sự dạy dỗ và chỉ bảo của thầy trong suốt 4 năm học qua. Chúc mừng con, từ nay con có thể thực hiện ước mơ của mình rồi nhé. Con cảm ơn mẹ. Một thời gian sau. Alice, tin sáng nay của chị em đã làm xong chưa? Dạ, hôm qua em lấy tin về muộn. Bây giờ em sẽ viết để gửi chị ngay ạ. Vậy thôi em, chị cần tin trong sáng nay. Bây giờ em viết thì tin sẽ không còn giá trị nữa. Dạ, em xin lỗi chị. Alo, được rồi. Alice, giờ em đi cùng Henry làm tin về vụ tai nạn giao thông trên đường Channing nhé. Henry đang chờ em trước cổng tòa soạn rồi. Vâng, em đi ngay ạ. Một anh bạn vừa thông tin cho anh biết một chiếc xe Ranger gây tai nạn trên phố Channing. Chúng ta phải nhanh chóng đến hiện trường để thu thập thông tin đưa về báo. Anh giờ sẽ đi thu thập thông tin từ các nhân chứng. Em chụp lại ảnh hiện trường nhé. Vâng ạ. Cô chụp cái gì? Ai cho cô chụp? Ừ, dạ em. Một là cô đưa máy ảnh để tôi xóa ảnh cô vừa chụp, hay là tôi sẽ đập máy ảnh của cô. Chúng tôi là phóng viên đang tác nghiệp. Chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho độc giả về vụ tai nạn này. Phóng viên hả? Phóng viên thì càng phải đập máy. Đưa máy ảnh đi. Có chuyện gì vậy Alice của mẹ? Mẹ ơi, con không muốn làm phóng viên nữa mẹ ạ. Sao con lại nói vậy Alice? Con thấy con không xứng đáng mẹ ạ. Con cảm giác con không đủ sự yêu nghề, không đủ bản lĩnh gắn bó với nghề. Con luôn làm không tốt các công việc mà tòa soạn giao phó. Alice, con có biết tại sao mẹ lại ủng hộ con làm phóng viên không? Dạ, đó là bởi vì mẹ biết con có sở thích viết lách và con chỉ học tốt các môn xã hội. Không phải đâu con à. Con còn nhớ giấc mơ tuyệt vời hồi trước mà con nói con muốn kể cho mẹ nghe không? Con nhớ, nhưng hình như lúc đó mẹ đâu có nghe con nói. Vậy bây giờ con có thể kể chi tiết giấc mơ đó cho mẹ nghe được không? Dạ, bao nhiêu năm rồi con không còn nhớ rõ nữa mẹ à. Nhưng mẹ thì vẫn nhớ đấy. Mẹ nhớ cả ánh mắt tràn đầy khao khát được biến ước mơ thành hiện thực khi ấy của con nữa. Dạ. Để mẹ kể cho con nghe nhé. Mẹ ơi, hôm qua con mơ con xuất hiện trên truyền hình đấy. Con còn cầm cả micro nữa. Vậy hả? Vậy Alice của mẹ chắc là ca sĩ rồi. Không mẹ, con là một phóng viên. Trong giấc mơ của con thấy con cầm mic đứng trong mưa bão để đưa tin về một ngôi làng đang bị bão càn quét mẹ ạ. À, mưa rất to. Con phải mặc áo mưa để đứng đưa tin đấy. Nhờ bản tin của con mà sau đó có rất nhiều người biết được. Họ đã gom góp rất nhiều đồ đạc, lương thực, quần áo đến ủng hộ người dân. Rất nhiều bạn nhỏ đã cảm ơn con. Ồ, công việc đó của con thật vĩ đại. Còn bây giờ đến lúc con phải vào lớp học rồi đấy. Vâng, mẹ ơi, con quyết định rồi.
sau này lớn lên con sẽ làm phóng viên. Học tốt nhé con yêu. Đó là một giấc mơ thật tuyệt vời. Không ngờ mẹ vẫn nhớ giấc mơ đó và nhớ chi tiết đến vậy. Mẹ luôn nhớ mọi điều về con gái yêu của mẹ à. Mẹ nhớ cả cảm xúc vui sướng của con. Ánh mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng về một ngày con sẽ trở thành cô phóng viên như trong giấc mơ đó. Mẹ! Alice, ngày nào cũng đều có sự khó khăn của nó. Đó là lý do tại sao con người ta phải trưởng thành để trở nên bản lĩnh trước cuộc sống con à. Ngày phóng viên tuy vất vả, nhưng đó cũng là ngày vinh quang. Vinh quang đó đến từ những bài viết mà con giúp ích cho cộng đồng, như những gì con thấy trong giấc mơ mà con đã rất hạnh phúc đó. Alice, mẹ chưa được nhìn thấy giấc mơ đó. Con có thể biến giấc mơ đó thành hiện thực cho mẹ xem được không? Mẹ, con cảm ơn mẹ đã tìm lại giấc mơ đó cho con. Con hứa con sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. Phép công bằng. Ngày xưa, có thiên và địa là hai anh bạn thân cùng cày thuê cuốc mướn ở một làng nọ. Cả hai anh đều nghèo khó và mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chúng ta cứ mãi thế này, không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Anh vốn là người thông minh, nếu được học hành, chắc chắn sau này anh sẽ thi đậu làm quan to. Tôi nghĩ thế này, từ nay anh đừng đi làm nữa. Tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh đỗ đạt, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý. Chú đúng là bạn tốt của tôi sẽ không phụ lòng chú đâu. Đến lúc vinh hiển, anh đừng có quên tôi là được rồi. Và cứ như thế, sau 10 năm đèn sách, Thiên đậu khoa thi hương, rồi vào thi đình đậu luôn Trạng Nguyên. Chúc mừng tân Trạng Nguyên, chúc mừng ngài. Đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đến ngày anh vinh quy bái tổ. Vàng bạc cùng nhà cửa, ruộng vườn vua ban, ta để lại cho chú. Từ nay chú có thể ăn mặc sung sướng, sống cuộc sống an nhàn rồi. Anh quả là tốt với tôi quá. Con vẫn thấy ông quả là thông minh, tài giỏi. Chuyện ấy còn đợi cậu nói. Nghe nói thời gian qua, Trạng Nguyên lập được bao nhiêu là công trạng, được vua tín nhiệm trọng dụng, còn văn võ bá quan thì kính trọng kiêng nể. Nói chứ giàu có giờ khó gì, có miếng không bằng có tiếng ông à. Kể ra gần ấy năm vất vả của ta chỉ đổi lại được ngôi nhà, mảnh đất ở quê, đâu có được vinh hiển như thiên ở kinh thành, còn gì là công bằng nữa chứ. Ấy ấy, ông đừng có bực, để con đi lấy ông miếng nước, ông uống cho hạ quả nghe. Người thấy bất công ư? Ta là vị tiên đại diện cho sự công bằng đây. Người muốn có sự công bằng, ta sẽ cho ngươi công bằng. Từ giờ, tất cả những gì của thiên sẽ là của ngươi. Vị trí và danh vọng ngươi muốn đều ở đó. Vậy còn thiên, anh ta đâu rồi? Đây là một phép hoán đổi. Tất nhiên bây giờ những gì của ngươi sẽ là của hắn. Ngươi xem, như vậy là đã công bằng chưa? Đúng là của thiên trả địa, như vậy mới công bằng chứ. Ngươi còn đến đây làm gì? Chẳng phải ta đã cho ngươi công bằng rồi hay sao? Tôi đâu có ngờ làm quan có địa vị, được trọng vọng lại vất vả đến vậy. Tôi nhớ những tháng ngày thông thả, an nhàn nơi quê nhà lắm rồi. Xin ngài hãy cho tôi được trở lại như xưa. Chuyện này e rằng ta không giúp được nhà ngươi. Phép hoán đổi vốn chỉ có hiệu nghiệm khi cả hai bên đều thấy bất công. Nhưng bây giờ, ta thấy chỉ có ngươi là cảm thấy bất công thôi. Ngài nói vậy là sao? Nhà ngươi hãy thương lượng với người kia, nếu không thì hãy chấp nhận cuộc sống vinh hoa, phú quý này đi. Chính chú bắt đầu chuyện hoán đổi này mà, chú về đi, giờ tôi lại không muốn trở về chốn quan trường nữa rồi. Tôi không biết là anh lại có nhiều phiền não đến vậy, tôi đã quá ích kỷ rồi. Chú đừng nói thế,
Lâu nay tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn của chú, có lúc cũng cảm thấy bất công vô cùng. Tôi đèn sách vất vả bao năm, đến khi công thành danh toại, vẫn luôn lăn lộn trăn trở trăm công nghìn việc ở triều đình. Chú có biết không, càng ở vị trí cao, trọng trách càng lớn, kẻ thù lại càng nhiều. Những ngày qua được sống ở đây càng khiến tôi không muốn trở về chốn đó nữa. Thật ra tôi mới là người ích kỷ, chú hãy lượng thứ cho tôi. Anh là quan phụ mẫu, là người lo cho bách tính. Anh làm như vậy không chỉ có lỗi với tôi, có lỗi với bách tính, mà còn có lỗi với chính bản thân mình. Khi còn làm quan, tôi đã lao tâm khổ tứ, làm tròn bổn phận của mình. Đối với bách tính, tôi đâu có lỗi gì. Anh để một người không có khả năng như tôi làm quan là hại dân hại nước. Anh để tài năng của mình phí hoài nơi ao vườn chật hẹp này là có lỗi với chính mình. Đạo lý đó đến một kẻ nông dân như tôi còn hiểu, lẽ nào anh lại có thể làm ngơ? Chuyện gì thế này? Sao tôi lại ở đây? Tôi quyết định trở về với vị trí và trọng trách của mình, trả lại cho chú cuộc sống nơi đây. Anh quả thật không làm tôi thất vọng. Từ nay về sau, những mệt nhọc chốn quan trường, anh cũng có thể tâm sự cùng tôi. Của thiên trả địa, của địa trả thiên. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, chỉ là các ngươi không nhận ra những thứ được mất của mình thôi. Ngài nói chí phải, chúng tôi là người trần mắt thịt, xin được lãnh ngộ. Sự tích hoa tuyết. Con gái của ta đã lớn thật rồi, trông con thật là xinh xắn. Vì con giống mẹ mà. Con đi ra đây, cha mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Con đã trưởng thành, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Con đã chọn được ai chưa, con gái yêu của ta? Thưa cha, con chỉ ở trong lâu đài, không ra bên ngoài thì sao gặp được ai chứ ạ? Ừ nhỉ, nhất định phải chọn cho con gái một chàng rể thật tài giỏi, lại vừa khôi ngô, tuấn tú. Đúng rồi, ông có nhớ thần gió có hai người con trai chưa vợ không? Tôi nghĩ chúng ta có thể gả con gái cho một trong hai người đó. Thần gió nam thì ấm áp, nhẹ nhàng mà lại tình cảm. Còn thần gió bắc thì mạnh mẽ, chắc chắn có thể bảo vệ con gái bé nhỏ của ta. Bà nói đúng, tôi ưng thần gió bắc hơn. Con gái chúng ta mỏng manh thế này, nhất định phải có một người chồng thật mạnh mẽ và dũng cảm để bảo vệ. Để tôi nhắn gió bảo cậu ấy đến đây ra mắt nhé. Kính chào quốc vương và hoàng hậu của Vương quốc Tuyết. Hôm nay, chúng tôi đến để ra mắt hai vị và gặp gỡ nàng công chúa Tuyết xinh đẹp, người vợ tương lai của tôi. Chào nàng, rất hân hạnh được làm quen với nàng. Ta là thần gió phương Bắc. Ôi, nóng quá, nóng quá. Thưa phụ thân, con không thể yêu chàng được rồi. Để gấp vui cho ngày hôm nay, em trai ta, thần gió nam sẽ lên thổi một bài từ chiếc sáo của em cho mọi người thưởng thức. Chàng ta thật là một người khôi ngô tuấn tú. Đây mới là tình yêu đích thực của ta. Con gái ta đã phải lòng thần gió nam ư? Thế này thì không hay rồi. Ta đã nhắn gả con gái cho thần gió bắc rồi mà. Thưa hoàng tử của ta, có vẻ như em trai ngài và công chúa Tuyết đã có tình ý với nhau. Họ nhìn nhau thật say đắm, ngài phải cẩn thận. Gió nam, cậu đang làm gì vậy? Cất ngay cây sáo đi, nếu không ta sẽ đập nát nó. Con gái yêu, con phải biết kìm nén cảm xúc của mình, đừng để chuyện không hay xảy ra. Để ta thổi sáo cho nàng nhảy. Gió nam, cậu lui xuống ngay. Nàng nhảy đi, nhảy đi. Người giỏi lắm, gió nam. Ta sẽ phá hủy hết vườn táo, vườn hồng của ngươi.
Từ nay ngươi chỉ có thể bước đi trên những cành cây khô và rơi những giọt lệ đắng cay mà thôi. Ôi, con gái ta! Anh hãy buông tha cho nàng. Nàng không hề yêu anh. Anh không thể cưỡng ép nàng phải lấy mình được. Nàng đã được hứa gả cho ta. Chính ngươi là thứ em hư đốn, dám quyến rũ nàng. Hãy trả nàng lại cho ta. Nếu không, ta sẽ phá hủy cả khu vườn này của ngươi. Đừng! Ta sẽ đem nàng về giấu trong nhà, tận dưới hầm sâu tối tăm, để nàng không bao giờ gặp lại nó nữa. Nàng nằm tạm ở đây, chờ ta đánh thắng người anh độc ác kia, rồi sẽ đưa nàng về chữa trị vết thương này nhé. Không kịp rồi, xin chàng hãy ôm lấy em trước khi đi, và em sẽ đợi chàng cho dù suốt cả cuộc đời. Người giấu nàng đâu rồi? Nàng đã tan thành những giọt sương thấm vào đất rồi. Tất cả cũng tại anh. Ta không tin. Nếu như nàng đã trốn xuống đất, ta sẽ tạo ra một lớp băng để nàng mãi mãi không thể thoát ra được. Anh thật độc ác. Nếu đã thế, từ giờ ta sẽ chỉ đến những nơi có băng để được mãi ở gần bên nàng. Và người đời cứ mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trắng nhỏ xíu, không hiểu sao lại mừng rơn và kể cho nhau nghe như kể về một sự kiện gì trọng đại lắm. Thấy không? Trong vườn, hoa tuyết đã nở. Số phận. Kỳ thi lần này, chức Trạng Nguyên sẽ nằm chắc trong tay của mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Và cũng phải thôi, mình là người học rộng biết nhiều, khắp cả vùng này chẳng ai bị kịp. Bọn trẻ túm năm tụm ba rì rầm gì thế nhỉ? Này, chúng bay có biết thằng Tí bên làng bên không? Nghe nói nó giỏi lắm, không có chuyện gì là không biết cả. Đúng đúng, cái gì nó cũng biết, hỏi gì nó cũng trả lời được. Anh Hào, bọn bay đúng là lũ con nít. Cái thằng đấy thì giỏi giang cái gì, có giỏi bằng ta không mà đòi. Anh không biết đấy thôi, đến người lớn còn phải ngưỡng mộ nó cơ. Ôi trời ơi, chắc là toàn ăn móc nói mò mà đúng chứ gì. Ta còn lạ gì. Ta đây vốn dĩ là một học trò xuất sắc, sắp sửa ra kinh thành ứng thí kỳ thi mà chúng bay không ngưỡng mộ, lại đi ngưỡng mộ cái thằng ắt ấy làm gì. Nhưng mà đó là thật đấy à? Được rồi, để ta thử nó xem có đúng như lời đồn không. Ta chỉ cần hỏi một câu thôi, đố nó trả lời được đấy. Bọn bay đi tìm nó đi, lát ta đến sau. Vâng ạ. Chờ đó mà xem nhé, còn ai dám vượt mặt ta nữa không? Tí ơi, Tí ơi, cậu đây rồi. Có chuyện gì mà tìm tớ thế? À, anh Hào muốn tìm cậu để thử tài. Năm nay anh ấy sẽ ra kinh thành ứng thí đấy. Kìa, anh ấy đến rồi. Đâu? Tí là đứa nào? Là cậu ấy đấy. Chà, người bé tí tẹo, y hệt cái tên. Còn anh ấy là học trò ưu tú của làng tớ đấy. Anh ấy còn sắp sửa ra ứng thí kỳ thi sắp tới cơ. Nghe nói nhóc thông minh giỏi giang lắm. Ta đây muốn kiểm chứng một chút có được không? Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Tự tin gớm nhỉ? Được rồi, giờ nhóc nhìn cho kỹ nha. Giờ nhóc có thể cho ta biết con dế sau lưng ta còn sống hay đã chết không? Nếu nó trả lời là con dế còn sống, mình lập tức bóp chết nó. Còn nếu nó nói con dế này đã chết, mình sẽ thả tay ra để nó chạy đi. Thông minh là nó phải thế chứ. Này, lúc nãy cậu có nhìn không? Con dế còn sống hay đã chết? Chắc là còn sống. Nãy tớ còn thấy nó bò mà. Tớ lại nghĩ nó chết rồi. Sao cậu biết? Ờ thì đoán thế thôi. Thế nào nhóc, có trả lời được không? Đấy, bọn mày thấy chưa? Tìm tình thích rồi kìa. Số phận nằm trong tay anh đó.
Sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi? Nói lảm nhảm cái gì thế? Nếu em bảo con dế đã chết thì anh sẽ thả nó chạy. Còn nếu em bảo còn sống thì anh sẽ bóp nó chết. Anh có thể thay đổi mọi thứ nếu anh muốn. Như vậy chẳng phải là số phận nằm trong tay anh sao? À, thì ra thế. Đúng rồi đấy. Tí giỏi quá. Thằng này ghê thật. À, phải rồi. Giỏi giang gì chứ? Chẳng có cái gì nằm trong tay ta hết. Ờ, vậy con dế đâu rồi? Tài thật đó. Ôi da, cái con dế này. Sao mày lại cắn tao chứ? À, đau quá. À, à. Đứa nào bắt hộ ta con dế ra với? À, à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.